Vâng, vào ngày hôm nay Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Theo yêu cầu của một số anh em thì em ngày hôm nay bên nhà em bị mất điện. Đấy, thì chính vì thế mà rảnh rảnh buồn buồn. Đấy, em với thợ của em sẽ thu xếp ngồi làm trục cặp dây này. Với dây là Germany. Germany là của Đức. Đó, và có đầy đủ chống nhiễu. Đấy, dây dài 2,5 mét. Buồn buồn ngồi làm cặp dây loa cho ông anh khách này, tráng thiếc này, bắp chuối đồng nguyên khối này. Em đã còn có cả một cái chế độ đó là thít dây cho chặt này. Đấy, 2 lần gen. Và sau đó thì em đã đầu tư cho nó cục chống nhiễu. Đường kính của cục chống nhiễu này lòng trong 1/3 để có thể dao động lên xuống, nhằm mục đích là chúng ta có thể di chuyển được. Chứ thường thường nhiều người hay làm chặt và cố định thì đồng nghĩa với việc lúc chúng ta cắm sẽ là hơi bị di chuyển bất lợi. Và đây là thành phẩm lên một cặp dây loa. Với chiều dài là 2,5 mét, cả đuôi nữa thì nó rơi vào chỉ tầm 2,7 mét, một vế 2,6 mét, 2,7 mét của một vế. Trên dây có chữ Germany. Dây là dây kép 4 lõi nhé. Và với mức giá thì trên góc màn hình có chống nhiễu này. Nguyên chống nhiễu đã mất 8 cục luôn. Đường kính của cái dây này đây rất to, còn chừng tầm 2/3 này, bằng ngón tay trỏ. Này, anh em nào có nhu cầu về hai cái bắp chuối, em chỉ làm loại này nữa nhá. Không, anh em lại nhiều người lại bảo là một bắp chuối một mỏ chim. Nó thật sự ra thì làm thì cũng làm được thôi, nhưng mà em không phải chuyên về làm dây, em chuyên về bán âm thanh, em chuyên về bán âm thanh bãi, làm vui thôi. Hôm nay mất điện làm vui cho anh em một vài cặp thôi. Đấy, thấy nó đẹp đẹp thì quay lên. Germany dây đồng nguyên chất, và với mức giá trên góc màn hình. Bên em bán hàng thì luôn luôn có yêu cầu phải đặt cọc nhá. Bọn em không phải là cửa hàng trên Shopee hoặc là trên Lazada để mà đặt cọc chơi. Còn bên em không có chuyện bom hàng, phải đặt cọc thì bên em mới giao dịch. Cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của Phạm Thức Audio.